Hôm nay tại thành phố biển Vũng Tàu đã diễn ra liên hoan hữu nghị miền Đông Nam Bộ và giao lưu văn hóa với tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cộng số 4 tổ chức. Đây là một hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm kết nối tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tham gia liên hoan giai điệu hữu nghị có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của 8 tỉnh thành phố thuộc cụm số 4 gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Qua từng điệu lý câu hò, những giai điệu trữ tình ngọt ngào về quê hương đất nước được trình diễn xen kẽ với những vũ khúc sôi động, vừa mang tính truyền thống nhưng cũng rất hiện đại, được kết hợp hài hòa với đạo cụ, cùng trang phục truyền thống các nước, tất cả đã mang đến một buổi tiệc âm nhạc và văn hóa vô cùng sôi động, giàu màu sắc, mang lại những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt và để lại những ấn tượng thú vị trong lòng khán giả. Đại diện của Bình Dương cũng đã mang đến liên hoan hai tiết mục với những màu sắc rất đặc trưng, đậm chất truyền thống, đó là tiết mục hát múa huyền sử Âu Lạc, hào khí Việt Nam và tiết mục múa dân gian Nhật Bản. Sau 2 giờ thi diễn, cháy hết mình cùng giai điệu của âm nhạc, giải nhất của liên hoan đã thuộc về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương cũng đã xuất sắc, được ban tổ chức của liên hoan trao giải nhì và giải ba thuộc về Long An. Buổi chiều diễn ra chương trình giao lưu văn hóa với tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh.